Ca sĩ Ngọc Sơn tung ảnh cưới ấp mở chuyện lấy vợ. Được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến, mặc dù ngấp nghé tuổi 50, thế nhưng Ngọc Sơn vẫn miệt mài chạy show và chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ. Từ trước tới nay, nam danh ca vẫn chưa từng tuyên bố một mảnh tình vắt vai. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ngọc Sơn bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là ảnh cưới. Nam ca sĩ mặc vest màu trắng, chỉnh chu, đứng trên bãi biển, bên cạnh là một người con gái mặc váy cưới màu trắng. Cả hai ôm eo vô cùng thân mật, khiến nhiều người đang nghi vấn anh tổ chức đám cưới. Nam danh ca hài hước chia sẻ, nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng quà gì, khiến nhiều người thật sự bất ngờ. Tuy nhiên, hé lộ những hình ảnh trên, danh tính cô dâu vẫn chưa được nam ca sĩ công bố, toàn những hình ảnh đều được chụp từ phía sau và chưa hề lộ mặt. Rất nhiều bình luận đã công bố hình ảnh cô dâu, cũng như mong muốn nam danh ca sẽ thông báo ngày đại hỷ đến mọi người. Nhiều bình luận khác cũng đã gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc của Ngọc Sơn. Vậy là sau hơn 40 năm lẻ bóng, nam danh ca cũng đã quyết định tìm bến đổ cho mình. Hay đây chỉ là những hình ảnh sắp tới trong một dự án của anh? Hiện tại phía Ngọc Sơn vẫn chưa lên tiếng về thông tin cưới vợ, người hâm mộ thì vẫn một mực tin rằng đây đích thị là sự thật. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, thông tin Ngọc Sơn sắp lập chú rể cũng được lan truyền âm ỉ, danh tính cô dâu không ai khác chính là Như Quỳnh. Thông tin trên bắt nguồn từ loạt ảnh nữ ca sĩ thân mật với ông Hoàng Nhạc Sến trong biệt thự 100 tỷ, càng khiến dư luận tin rằng đây là sự thật ngay sau đó ngọc sơn cũng đã lên tiếng về vấn đề trên ngọc sơn xin cảm ơn đại gia đình yêu dấu luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình chắc là mọi người thấy ngọc sơn và như quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gắn ghép vậy thôi cả nhà ơi chuyện này không có đâu nam danh ca cũng thừa nhận nếu có tin vui sẽ ngay lập tức thông báo tới khán giả